Nhanh nào, nhanh chụp ảnh selfie trước khi vào lớp đi. Lana, mắt bạn bị làm sao vậy? Gì cơ, sao lớp makeup của tôi bị nhòe như thế nhỉ? Tôi vừa mới kẻ thôi mà. Ôi, tôi phải làm gì bây giờ? Ồ, trà lên đó chỉ khiến nó tồi tệ hơn gấp 10 lần thôi. Hình như tôi chẳng mang theo chút đồ trang điểm dự phòng nào. Nhưng có lẽ chiếc bút dạ này giúp được. Ok, tại sao tôi không nghĩ đến thứ này trước đó nhỉ? Nếu bạn bị nhòe đường kẻ mắt, một cây bút dạ sẽ cứu bạn đấy. Chỉ bằng một vài động tác nhanh gọn, những vết nhòe khó coi đó sẽ biến mất. Không phải bút dạ thường vẽ ra màu à? Chà, câu hỏi của bạn vui đấy. Thực ra tôi đã điều chỉnh chiếc bút dạ này một chút để phù hợp với nhu cầu của mình. Đầu tiên, bắt đầu với một bát nước ấm. Sau đó, lấy một chiếc bút dạ và tháo đôi bút ra trước khi tháo nắp. Sau đó tháo đầu bút ra, thả nó vào nước trước khi lấy lõi mực bên trong bút ra và làm tương tự. Sau đó, bạn chỉ cần ngồi và đợi tất cả chỗ màu loang ra. Tiếp theo, lấy lõi mực không có màu cùng với đầu bút và ngâm nó trong nước tẩy trang dành cho mắt như thế này. Được rồi đấy. Sau khi chúng được ngâm trong nước tẩy trang, hãy ghép các mảnh lại vào trong bút dạ nhé. Đừng quên nắp bút đấy. Và đó là cách thực hiện. Bạn có muốn thử không? Ôi, đừng ngại nếu tôi thử nhé. Chà, chúng ta nên học thôi. Tiết học vừa bắt đầu rồi. Wow, gần đây bạn có hay soi gương không Lana? Có vẻ như ai đó đã trở thành nạn nhân của một ngày tóc xấu rồi. Nhưng đừng lo, cô nàng thông minh này đã có một giải pháp thậm chí còn thông minh hơn. Bạn có biết nếu bạn xịt gôm xịt tóc lên bàn chải đánh răng thì bạn có thể chải lại những lọn tóc xù khó chịu không? Đúng thế, chỉ cần một vài đường chải nhỏ là tóc của bạn có thể chuyển từ tệ thành tuyệt trong vài giây. Một ngày nữa, một tiết học nữa, có đúng không nhỉ? Chỉ là tôi thế vậy hay là hai chiếc ba lô đó trông giống hệt nhau? Trời đất, tôi sẽ không mua món này nếu biết những người khác trong trường cũng có nó đâu. Cái ba lô ngu ngốc. Có vẻ như hai cô nàng này đã mua sắm tại cùng một cửa hàng văn phòng phẩm rồi. Người ta nói bắt chước chính là cách lấy lòng chân thành nhất. Bạn có nhận ra là tôi đã cắt kiểu tóc giống như của bạn không? Đủ rồi, tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa. Tôi có thể không mua được ba lô mới, nhưng tôi có thể thay đổi mái tóc của mình, ít nhất là cho ngày hôm nay. Sau khi buộc tóc đuôi ngựa, lấy từng lọn nhỏ và quấn xung quanh chiếc kẹp làm xoăn của bạn. Giờ hãy giữ nó đó trong khoảng 10 giây. Rất nhanh chóng, bạn sẽ có những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp. Bạn thấy sự biến đổi nhanh gọn này thế nào? Yeah, Lana, bạn trông thật tuyệt vời và hoàn toàn khác so với lúc trước. Được rồi, chúng ta hãy thử lại lần nữa nhé. Wow, mái tóc của bạn trông đẹp thật. Bạn làm thế nào mà nhanh thế? Bạn biết đấy, chỉ cần uống một chút ở đây, rồi uống một chút ở kia thôi. Các cô gái thông minh đều biết rằng, việc thay kiểu tóc thật nhanh có thể khiến bạn cảm thấy mình như thể một người con gái khác vậy. Làm đẹp với bạn bè vui dễ sợ. Xong rồi, nhìn đi nè. Wow, cậu trang điểm giỏi thế. Yay, cậu thích là tớ vui rồi. Muốn tớ làm tóc cho không nè? Tớ suýt ngất khi thấy anh ấy ngồi cạnh tớ trong lớp á. Chắc là thích lắm nhở. Chứ còn gì nữa, nhưng cũng hơi lo chút ý. Ôi dồi, Lượm ơi, toang rồi, mình phạm tội tay đình rồi. Quá trời tóc luôn ý, cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Là tóc tớ sao? Cháy hết cả rồi. Đừng ngất mà, uống nước đi, bình tĩnh lại nào. Tớ xin lỗi nhiều nhiều lắm luôn, tớ đúng là người bạn tồi tệ. Này, tớ vừa nghĩ ra cách hay hơn để làm tóc xoăn đấy. Tớ cần một chai coca rỗng. Và tiếp theo là con dao sắc nhọn. Cắt thật nhẹ nhàng thôi, phải cẩn thận lắm đấy. Trên này nữa. Gần xong rồi, đến trên đỉnh chai nè. Ok, sẵn sàng để dùng rồi đấy. Cái đó mà làm tóc xoăn được sao trời? Tin tớ đi, nhét một lọn tóc của cậu vào nè. Và bật máy sấy lên thôi. Liệu có ăn thua gì không đây? Quá ngon lành cành đào luôn. Cậu sẽ không tin vào mắt mình đâu. Nhìn đi. Wow, nhìn tóc tớ này, xoăn quá. Xinh lung linh là lên luôn, xinh lắm á. Tai nạn này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.
Cảm ơn cậu nhiều. Không lâu lắm nữa đâu, sắp xong rồi đấy. Sao mình cảm thấy sợ sợ thế nhỉ? Hay là thôi, không tha thu nữa. Bình tĩnh nào, sẽ không sao đâu. Còn bao lâu nữa đây? Ok là, xong xuôi nè. Chị ấy ngầu quá đi. Được rồi, tất cả là vì cái đẹp, dáng lên. Ê, em đang muốn làm hình thế nào? Chờ em chút. Chị xăm hình này lên cánh tay em được không ạ? Xin lỗi nha. Không được. Không ạ, tại sao vậy chị? Đọc biển báo đi. Em 21 tuổi trở lên. Xin lỗi nhé, làm sai là công an bắt đấy. Ok, dạ vâng ạ. Vậy em về đây. Ừ thôi, em bé đi về đi. Nào, ai tiếp đây? Thật bất công. Dũng cảm lắm mình mới dám đến đó. Giờ thì mặt mũi mình tèm lem luôn rồi. Ngày hôm nay là ngày chán đời thật chứ. Chị đó còn chảnh với mình nữa. Mình mua cái này hồi nào thế nhỉ? Khoan, mình nghĩ ra cách rồi nè. Mình phải làm một khuôn tô đã. Muốn vẽ hình chỗ nào thì đặt khuôn lên đó nhé mọi người. Giờ nhỏ hồ vào nè. Rồi dùng cọ tán đều hồ ra. Xong, tiếp theo là nhũ. Phải rắc cho thật đều để không bị trống chỗ nào nha. Nhấn xuống để hình thật là mịn nè. Ok, chỉ thế thôi. Giờ thì hé lộ kiệt tác nào. Cu te xỉu luôn. Mình chỉ cần thổi hết nhũ thừa xung quanh đi là xong. Wow, trông hay ra phết à nha. Phải chụp lại để sống ảo mới được. Không up lên Instagram là hơi lỗi với cộng đồng á. Ôi chết, mẹ vào kìa. Phải tẩy ngay đi thôi. Không tẩy được rồi. Sao con còn ngồi ở đấy con yêu? Dậy giúp mẹ dọn dẹp đi chứ. Vâng ạ, con yêu mẹ. Suýt thì bị phát hiện rồi. Đón chào ngày mới nào Vicky. Đến lúc dậy rồi, mình có nên gội đầu không nhỉ? Trông tóc mình có vẻ hơi điên một chút. Được rồi, tóc sạch bong và sẵn sàng tạo kiểu đây. Chỉ cần thoa thêm một ít kem dưỡng ẩm trước khi tôi uốn nóng nó là ổn. Và bây giờ dùng cả kem mousse nữa. Trời, quá trình làm tóc này thực sự mất nhiều thời gian ghê. Khi bạn làm tóc, bạn thường có cảm giác như mình đang chạy marathon vậy. Xong một bước, còn 7 bước nữa. Nhưng các cô gái khác nhau lại có thói quen làm tóc khác nhau đấy. Một khi bạn đã chuẩn bị xong quần áo là đã xong phần chuẩn bị, vì mái tóc của bạn đã được búi rối dễ thương rồi. Và Vicky vẫn tiếp tục. Và tình hình mới được một nửa thôi. Hẳn là cô nàng đã rất cố gắng để có mái tóc xoăn xù tự nhiên đó. Nhưng những cô gái có mái tóc dài như Bella có thể xử lý tóc của họ chỉ trong một hoặc hai bước đơn giản. Wow, có phải cậu đã búi tóc cả đêm không? Làm thế nào mà các lọn lại hoàn hảo như vậy? Ôi trời, thật không công bằng, cô ấy thậm chí còn chẳng cố gắng. Đã được 40 phút, đến giờ chiếc bánh của tôi chín rồi. Ôi chà, mùi ngon ngất ngây. Và nó trông còn tuyệt hơn cả mùi hương nữa. Vicky sẽ thích nó đây, món ưa thích của cô nàng mà lại. Tốt hơn nên đặt nó lên một cái đĩa, bánh đẹp vì đầy mà. Xong cả rồi. Có vẻ như Vicky đang thực sự háo ăn rồi đây. Đúng là lợi ích to lớn khi có bạn cùng nhà mê nấu ăn nhỉ. Thật khó lòng nhịn nổi, mùi thơm tuyệt hảo. Cảm ơn Bella nhé. Bây giờ là phần tuyệt nhất, cắn miếng đầu tiên. Tới nào. Ồ vâng, mất hứng quá. Trời Bella, cậu học làm bánh như thế này ở đâu vậy? Có một thứ duy nhất có thể làm hỏng món tráng miệng hoàn hảo như thế này. Và điều đó là một lọn đen, dài,
và xoăn tít thẳng vào. Ê, có ai mà không buồn nôn khi thấy thứ đó cơ chứ? Mà nó lại còn chui ra miệng tôi nữa chứ. Được rồi, tôi phải lấy thứ này ra trước khi ọe hết ra đây mất. Mẹo nhỏ nè, có lẽ lần sau cậu nên buộc tóc đuôi ngựa khi nướng bánh bê la nhỉ.